Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Thanh Hương. Và tất nhiên rồi, như thường lệ, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ Thanh Hương ra nhiều video hơn nữa. Thời gian vừa rồi thì có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi Hương là chị ơi, quan hệ trong ngày đèn đỏ thì có thai hay không? Và ngay sau khi kết thúc chu kỳ kinh nguyệt mình quan hệ thì khả năng thụ thai là cao hay thấp? Và rất nhiều cặp đôi đang đi tìm cái câu trả lời chính xác cho trường hợp này. Bởi vì hiện nay thay vì sử dụng các biện pháp như bao cao su này, màng phim tránh thai hay là thuốc tránh thai thì rất nhiều cặp đôi lựa chọn phương pháp tránh thai, đó là tính ngày. Và nhiều cặp đôi thì tin tưởng là quan hệ trong ngày đèn đỏ thì tuyệt đối là an toàn. Tuy nhiên thì các bạn đã sai rồi. Thực tế quan hệ trong ngày đèn đỏ vẫn có khả năng mang thai bình thường. Và chính vì lý do đó mà ngày hôm nay các bạn phải cam kết cho mình là xem hết video này từ đầu đến cuối để mình nhấn mạnh cho các bạn những trường hợp mà các bạn rất hay hiểu nhầm dẫn đến là quan hệ trong ngày đèn đỏ vẫn bị mang thai ngoài ý muốn. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chu kỳ kinh nguyệt của chị em phụ nữ thông thường kéo dài từ 28 đến 30 ngày và cũng có những người kéo dài hơn, ví dụ như em Hương chẳng hạn. Chu kỳ kinh của em là 35 ngày, tức là cứ 35 ngày thì mình mới thấy xuất hiện kinh nguyệt một lần. Rồi cũng có rất nhiều chị em thì chu kỳ kinh nguyệt rất là ngắn, chỉ 21 đến 24 ngày thôi. Vậy thì những trường hợp mà chu kỳ kinh nguyệt ngắn như vậy thì rất dễ là bị mang thai ngoài ý muốn nếu như quan hệ ngay trong ngày đèn đỏ, hoặc là quan hệ vào ngày cuối của chu kỳ, hoặc là vừa mới hết máu kinh xong quan hệ là rất dễ bị mang thai ngoài ý muốn. Bởi vì sao thì bây giờ em sẽ giải thích cho các chị nhé. Chu kỳ kinh nguyệt gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn hình thành nang noãn. Cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn rụng trứng, thì cái này nó chỉ diễn ra trong vòng 12 đến 24 tiếng thôi, tức là nó một ngày, được chưa ạ? Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn hoàng thể. Giai đoạn hoàng thể thì luôn luôn được quy định là 14 ngày. Vậy thì nếu như chị em nào có chu kỳ kinh nguyệt là 24 ngày chẳng hạn, vậy thì 24 trừ 14 trừ 1, cái giai đoạn 1 hình thành nang noãn nó chỉ có rơi vào là bao nhiêu ạ? 9 ngày thôi. Đúng không ạ? Vậy thì những chị em nào có những cái ngày kinh, tức là bị ra máu 6 đến 7 ngày, đúng không ạ? Ngày đầu tiên này, ngày thứ 7 này. Đó, ngày thứ 7 mà cả khoảng này có 9 ngày thôi, thì tức là từ ngày thứ 7 đến ngày rụng trứng nó chỉ còn có 2 ngày. Mà mọi người biết gì không ạ? Tinh trùng có thể sống trong âm đạo từ 3 đến 5 ngày. Vậy thì khi mà xuất tinh trong vào cái khoảng thời điểm là ngày cuối cùng của chu kỳ kinh nguyệt này thì vẫn có khả năng là tinh trùng sống sót đến lúc mà đợi trứng rụng để gặp trứng và thụ thai. Bởi vì rất nhiều cặp đôi là lựa chọn quan hệ vào ngày cuối chu kỳ, bởi vì quan hệ trong những cái ngày đầu thì máu ra nhiều, họ sợ mất vệ sinh rồi là bẩn, rồi là bị ghê, cho nên là lựa chọn vào những cái ngày cuối cùng, cái lượng máu kinh nó đã ít dần lại, nhiều khi nó chỉ còn 1-2 giò thôi, thì quan hệ trong ngày này là sạch sẽ. Nhưng mà có một cái thực tế đây, mọi người thử tính đúng không ạ? Nếu như mà những ai có chu kỳ kinh nguyệt 24 ngày thì rất là dễ gọi là ăn đòn ở cái giai đoạn này. Bây giờ ví dụ như những người mà có chu kỳ 30 ngày nhá, thì lại an toàn. Đó, thì lại an toàn như sau. Cũng là giai đoạn 1 này, được chưa ạ? Rồi rụng trứng này, rồi hoàng thể, đúng không ạ? Vậy thì 30 ngày, cái này nó luôn luôn là 14, được chưa ạ? Ngày này nó là 1 ngày đi. Đó, thì cái khoảng thời gian này nó còn là 15 ngày, được chưa ạ? Vậy thì hết kinh vào ngày thứ 7, chúng ta vẫn còn tận 8 ngày, đúng không ạ? 8 ngày cho đến ngày rụng trứng, thì nếu như quan hệ vào ngày cuối cùng, trong cái trường hợp chu kỳ kinh nguyệt kéo dài 30 ngày này thì thoải mái là đảm bảo là tinh trùng không thể gặp trứng được. Cho nên mọi người lưu ý nhé, những cái trường hợp mà chu kỳ kinh nguyệt ngắn từ 21 ngày đến 24 ngày thì tuyệt đối không nên quan hệ vào ngày đèn đỏ hoặc là cuối cái chu kỳ. Nếu như có quan hệ thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng bao cao su, đúng không ạ? Bắt buộc phải sử dụng bao cao su. Mà như khuyến cáo ở trong clip có nên quan hệ ở trong ngày đèn đỏ hay không thì em vẫn nói rồi, đúng không ạ? Quan hệ ở trong những cái ngày này thì chúng ta tốt nhất là sử dụng bao cao su, vì nó không chỉ giúp chúng ta phòng tránh thai ngoài ý muốn đâu, mà nó còn giúp chúng ta là ngăn chặn, gọi là giảm cái nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm thông qua đường tình dục nữa. Ngoài ra, ở trường hợp chu kỳ kinh nguyệt kéo dài 30 ngày thì cũng có rất nhiều cặp đôi nhầm lẫn dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Lý do là như sau. Bình thường chúng ta sẽ có kinh nguyệt từ 3 đến 7 ngày, đúng không ạ? Nhiều người bị đến tận 7 ngày. Sau đó chúng ta đợi chờ đến cái ngày rụng trứng ở đây, có đúng không nào? Đây là cái ngày rụng trứng. Nhưng có rất nhiều chị em ấy gặp phải cái tình trạng đó là gì? Đến cái ngày rụng trứng hoặc là những cái ngày xung quanh ngày rụng trứng này, khả năng thụ thai rất là cao, nhưng lại thấy mình có cái tình trạng là ra máu, có thể là do sử dụng thuốc tránh thai này, rồi là căng thẳng stress này, hay là có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng đó là
ra máu bất thường trong ngày rụng trứng, tức là cái ngày này là ngày rụng trứng nhưng mà có ra một chút máu đấy, cho nên là vẫn cứ tưởng là lại đến cái chu kỳ kinh nguyệt tiếp theo thì mình quan hệ vào cái ngày có máu là không bị mang thai đúng không ạ, nhưng mà chính xác là mình đang quan hệ đúng vào cái ngày rụng trứng, cho nên là chắc chắn là cái tỷ lệ dính thai rất là cao. Vậy nên là mình phải chú ý hết sức cho em ở trong cái trường hợp này. Rồi thêm một trường hợp cuối cùng nữa, đó là mặc dù chu kỳ kinh nguyệt kéo dài 28 đến 30 ngày và các tháng trước nó cứ diễn ra đều đặn như vậy, cứ 28 ngày hoặc 30 ngày mới thấy xuất hiện kỳ kinh nguyệt một lần. Thế nhưng mà trong cơ thể của chúng ta, kể cả nam cả nữ cũng vậy, cái việc mà nội tiết tố bên trong rồi cái quá trình trao đổi chất là cái quá trình mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát được. Có những khi nhá, vừa 13 tháng trước lúc nào cũng là đều đặn 30 ngày mới thấy chu kỳ kinh nguyệt, nhưng mà đùng một cái tháng này chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta có thể rút ngắn xuống là 21 ngày. Bởi vì cái việc mà rối loạn nội tiết tố nó rất nhiều nguyên nhân, có thể là căng thẳng, mệt mỏi, thức khuya, rồi là uống thuốc kháng sinh hay là uống thuốc tránh thai, nó cũng có thể gây nên cái tình trạng đó là rối loạn chu kỳ kinh nguyệt đúng không ạ? Tức là mình vừa mới tháng trước rất là đều nhưng mà tự nhiên tháng này đùng một cái 21 đến 24 ngày là đã đến chu kỳ tiếp theo rồi. Cho nên là khi mà cái chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta tự nhiên cái tháng này nó bị rút ngắn như vậy, vậy thì cái ngày rụng trứng nó cũng bị co hẹp lại đúng không ạ? Nó chuyển lên cái giai đoạn như thế này mà chúng ta không biết, chúng ta lại quan hệ vào cái ngày cuối cùng của chu kỳ kinh rồi, xong rồi cái đúng cái tháng này nó lại bị rút ngắn cái ngày rụng trứng lại, thì có phải là tự nhiên chúng ta không thể kiểm soát được cái việc thụ thai không ạ? Vậy thì chốt lại, quan hệ trong ngày đèn đỏ hoàn toàn có khả năng mang thai bình thường. Vậy thì tốt nhất là em Hương vẫn nhấn mạnh cho mọi người, đó là nếu như mà hai vợ chồng có muốn gần gũi nhau trong cái những cái ngày này thì tốt nhất là đừng bao giờ quên sử dụng bao cao su, tức là luôn luôn phải sử dụng bao cao su để vừa phòng tránh mang thai này, rồi là vừa phòng chống bệnh viêm nhiễm. Và vì hy vọng là video này sẽ đã giải đáp cặn kẽ được thắc mắc của mọi người. Nếu như mọi người thấy video này hữu ích thì đừng quên ấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.